và thực sự đó những cái việc chúng ta đang đối đầu hiện bây giờ đó là dẫn đến từ những cái thử nghiệm tiền tệ, những thử nghiệm chính sách kinh tế tất cả đều chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi các bạn càng tìm hiểu thông tin liên quan đến kinh tế vĩ mô đây các bạn sẽ càng thấy được là thực sự không có một câu trả lời nào cho vấn đề để làm phát hết và thực sự đó những cái Việc chúng ta đang đối đầu hiện bây giờ đó là dẫn đến từ những cái thử nghiệm tiền tệ, những thử nghiệm chính sách kinh tế. Tất cả đều chỉ là một cuộc thử nghiệm thôi các bạn. Nhiều người thì nói là crypto đó chỉ là một cuộc thử nghiệm tiền tệ mà thôi. À, và đó chỉ là một cái trò chơi nhưng mà các bạn nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn. Nữa. Chúng ta nhìn thấy được là tiền pháp định, chúng ta nhìn thấy được là cái cách mà nền kinh tế vận hành. Chúng ta nhìn thấy được là cái cách à, tiền được in ra, tiền được thu hồi. Chúng ta nhìn vào cái cách à, mà những cái sàn chứng khoán hoạt động ở trong thị trường tài chính thì chúng ta nhìn thấy được là tất cả thật sự chỉ là một cuộc thử nghiệm mà thôi và những cuộc thử nghiệm này đã có thể dẫn đến kết quả tốt có nghĩa là một thời gian dài kinh tế tốt phát triển hay là ngược lại sẽ dẫn đến tình hình lạm phát tăng cao như là hiện tại và khi mà đối đầu với những cái sự kiện đó thì mỗi người đều sẽ có một cái chính sách một cái suy nghĩ một cái giả thuyết một cái lập luận riêng để mà quản lý phần trăm lạm phát các bạn thấy được là mới đầu thì các ngân hàng đều đồng lòng là tăng lãi suất nhưng mà chưa gì hết bắt đầu là gặp áp lực đến từ người dân gặp áp lực đến từ chính trị gặp nhiều áp lực khác nhau thì họ lại sẽ chuyển hướng và có nhiều cái động thái khác nhau các bạn thấy được bây giờ đây chúng ta đã bắt đầu nhìn thấy được là mọi người thực sự là không có đồng lòng như là chúng ta biết và ở Hoa Kỳ đây thì vẫn là một cái xu hướng đó tiếp tục bán trái phiếu tiếp tục tăng lãi suất nhưng mà ở châu Âu thì lại có chiến lược khác các bạn thấy được nước Anh để có chiến lược khác chúng ta nhìn thấy được là ở Trung Quốc thậm chí là ngược lại chứ bây giờ đó thì lại đang uh, giảm phần trăm lãi suất để mà chút thứ nền kinh tế trở lại mỗi nơi đi mỗi khác tất cả đều chỉ là một cái cuộc thử nghiệm mà thôi và một lần nữa thuần cảm ơn các bạn đã tiếp tục ủng hộ kênh và thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket